Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi một chiếc xe khách 2 tầng mang biển số nước ngoài dừng đỗ nhiều tháng gây cản trở giao thông. Theo người dân trong khu vực, chiếc xe khách 2 tầng ghi tuyến Hà Nội Viêng Chăn. Gần một năm qua, chiếc xe này đã dừng đỗ ở phố Trần Hưng Đạo trước cổng công an phường Hàng Bài, sau đó được di chuyển đến đỗ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, ngay sau biển cấm đỗ xe. Người dân sau đó đã đặt câu hỏi, tại sao chiếc xe này dừng đỗ trên lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông mà không bị cơ quan chức năng xử lý. Theo lãnh đạo công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, chiếc xe mang biển kiểm soát Lào là tang vật của một vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy mà công an phường Hàng Bài bắt giữ vào tháng 4 năm 2023. Việc phải để xe ở trên phố là do chiếc xe không nổ được máy. Đơn vị cũng đã liên hệ với các bãi trông giữ xe trong khu vực, nhưng do chiếc xe quá lớn nên khó di chuyển vào các bãi gửi xe. Hơn nữa, tại các bãi gửi xe này cũng không nhận trông chiếc xe ngoại cỡ.